Rồi, đội giao chung chào cô bác, anh chị cùng các bạn. Hôm nay thì chung chia sẻ tình hình chậu còn tồn động lại trong dịp Tết nha bạn. Thì năm nay là một cái năm đầy khó khăn đó. Tình hình chung nha bạn, khủng hoảng kinh tế, tình hình chung thế giới thì nó bất ổn, nên là nó ảnh hưởng tới tới buôn bán. Thì hôm nay thì chung làm cái video để chia sẻ những cái mẫu chậu mà bán không được trong năm 2020, cuối năm 2023 nha bạn. Thì bây giờ thì những cái mẫu chậu thì nói chung thì cơ sở thì còn rất là nhiều cái mẫu chậu, chậu nào cũng còn, chậu nào cũng có chứ á. Mà hiện tại thì nay là nó 28 Tết rồi, cũng vắng người qua vô mua nha bạn. Đó. Thì thường thường thì mỗi năm thì thời buổi này ngày 28, 29 thì vẫn còn bán được nha bạn. Bán không có chậu để bán luôn. Năm nay thì rất là khó khăn. Thì không ai vô mua luôn nha bạn. Thì hôm nay chúng đã nghỉ Tết sớm, dọn dẹp cơ sở để nghỉ Tết. Đó. Thì chúng sẽ chia sẻ một số cái mẫu chậu nó còn lại. Ở đây là cái mẫu chậu 5 tấc nha bạn, mẫu chậu 5 tấc. 5 tấc đế xây chân lùn. Đó. Còn rất là nhiều mẫu 5 tấc chân cao. Chậu này chậu 9 tấc lọt lòng, 9 tấc chậu trơn nha bạn, chậu mai vàng. Đó. Còn khá là nhiều mẫu. Còn dưới đây là cái mẫu hoa văn nè. Mẫu hoa văn chậu 60 chữ dạng sự như ý, cái mẫu này xây được nha bạn. Đó, phía trên thì chậu 5 chữ lộc xây được luôn. Đó, bên đây thì nguyên cái vàng chậu 7 nè. Chậu 7 chữ an khang thịnh vượng dạng sự như ý á, đế xây luôn. Đó. Khá là nhiều chậu nha bạn. Thì cô bác thì không những cái ngành nghề bán chậu mà cũng ngành nghề khác bán cây bán kiển thì năm nay thì nó khó khăn, thì năm nay ta cũng có mua nhiều nha bạn. Cô bác trồng cây trồng kiển thì bán cũng chạy rất là chậm luôn. Có khi người ta năm nay người ta sẽ vừa bán mà ghi giá nó bèo, người ta cũng không có bán nha bạn. Đó, thì tới nay tận cũng có 28 Tết rồi thì nhiều anh em cũng chia sẻ thì bán cây bán kiển thì cũng rất là chậm. Cô bác này cũng lỗ luôn nha bạn, với chưa chắc là đã thu hồi vốn, tại vì cây kiển này năm nay cũng ít có ai chơi nha bạn. Đó, thì cái này là tình hình chung. Năm nay là tình hình chung ai cũng vậy nha bạn, buôn bán thì ai cũng vậy hết. Đó. Rồi, các bạn thấy đây là một chậu 5 tấc nè, đế xây nè, đôn cao nè. Đó, khá là nhiều mẫu. Chậu vuông 35 ABS. Đây những chậu 3 nha bạn, chậu 3 sơn đỏ nè, còn khá là nhiều luôn. Đó. Chung thì cơ sở thì còn rất là nhiều mẫu chậu luôn, bán không được nha bạn. Đó. Đôn kê chậu chữ nhật. Qua bên đây các bạn xem. Đây là cái chậu ống nè, chậu ống 50. Một số cái mẫu chậu 90 nè. 90 chữ thuận bồm xuôi gió nè, chậu 1 mét hoa văn. Đó, hoa văn tùng cúc trúc mai đó. Chậu chính cũng hoa văn luôn, hoa văn silicon nè. Đó. Còn bên dưới thì chậu màu đỏ thì 1m2. Chậu trong kia thì 1 mét phú lục thọ. Vàng này là vàng chậu chậu ống 30. Còn mười mấy 20 cái nữa bạn, khá là nhiều. Rồi, còn đây là cái chậu chậu chế bằng 80 nha bạn. 80 còn 3 cái luôn. Chậu chế bằng 70. Trong đây là cái chậu 90 hoa văn cây tùng. Đó. Rất là nhiều mẫu. Đó, các bạn thấy là bên đây nè. Bên đây là còn hai cái chậu trơn 1 mét sơn đỏ nè. Trong kia một cặp chậu chính nữa. Đó, chậu chính còn 4 cái, chậu mét còn 2 cái màu đỏ. Bên đây là cái hoa văn nè. Chậu lục giác hoa văn 9 tấc nha bạn. Phía trên là chậu 7 tấc lục giác. Khá là nhiều mẫu. Đó, bên đây còn một cặp chữ thuận bồm xuôi gió nữa. Chậu 90 thuận bồm xuôi gió. Trong đây là chậu chữ nhật mã đáo thành công. Còn vô đây là một cái vàng chậu ly luôn. Chậu ly còn có mười mấy một cái chục cái đó. Bán cũng không có được nha bạn. Chậu lục giác 7 tấc nè, 9 tấc nè, còn cái 8 tấc. Một cái lục giác 8 tấc và ba cái lục giác 9 tấc. Còn chậu lục giác 7 tấc thì ba cái nữa nha bạn.
Đó, thời điểm này mà các bạn nào có mua chậu thì cũng còn rất là nhiều á, vô là có chậu bán luôn. Đó. Thì ở đây chung bán chậu thì cũng không sao, bán ế thì năm sau mình bán tiếp. Nhưng mà thương là thương mấy cô bác là bán cây bán kiện á, có bán mấy cây mà dạng thọ rồi này kia rồi, dạng thọ rồi mình bán không được thì giống như là mình bỏ luôn chứ đâu có đem về mà trồng được. Mai rồi thì mình đem về dưỡng năm sau bán được, còn mà dạng thọ rồi mấy cây kiển bông rồi thì bán không được thì coi như là bỏ luôn đó. Hôm nay chúng cũng nghe rất là nhiều cái bán bông bán kiện không có được nha bạn đó, chậu thì mình năm sau mình vẫn bán được bình thường, không có hư hao gì cả đó. Còn đây là cái bể sập nè, bể sập bề dài là 1m2 nè, ngang là khoảng 90 m gì đó đó, bể sập. Cặp chậu tám đại cát Hưng Thịnh nha bạn, chậu gốm nào khá là nhiều đó. Bộ bàn bàn ghế ngồi nè 1m m2 nè, 81 m chứ, 81 m, rất là nhiều mẫu luôn. Bể sập cái này 1m1 mã đáo thành công, chậu thì năm nay ứ hự luôn các bạn ơi. Còn đây là cái chậu chính nè, chậu chính quay văn cây tùng, chậu vuông tứ linh 1m, long long quy phụng này 1m, khúc lục thọ khá là nhiều 1m, rồi còn có 1 2 3 4 còn có 5 6 cái lận, mà 5 5 6 cái chậu 1m lận, trong kia một cái nữa 5 cái chậu 1m. Ở bên kia còn mấy cái sập chữ nhật nè, còn chậu đỏ thì chậu đỏ chậu 7 chậu 8 cũng còn rất nhiều, chậu 8 khoảng trên 20 cái đó, chậu 7 thì cũng cỡ còn cả chậu 7 bên đây à, chậu 7 bên đây nè cũng coi cỡ trên hai cỡ trên 20 cái luôn chậu 7 đó. Cặp chậu 6 chữ vạn sự như ý, chậu chính và dân cây tùng trong đây còn 3 cái, ngoài kia 3, bên kia 2 4 5 6 và 7 8 cái chậu chính này nha bạn. Đó, chậu chính này cũng còn rất là nhiều luôn, khá là nhiều mẫu. Đây là chậu 7 tấc An Khang Linh Vượng, rất là nhiều, năm nay thì bán rất là ế nha bạn. Đó, Tết năm nay thì nó cũng gói ghém mình chơi Tết thôi, qua Tết thì tiếp tục mình làm tiếp, thì mong năm sau thì buôn bán cho nó được hơn năm nay nha bạn. Năm 2024 thì mong sao nó sẽ bán mọi mặt hàng cho nó đều ổn. Với tình hình này thì buôn bán kiểu này thì hơi bị khó khăn nha bạn. Đó, bên đây là chậu 7 nè, chậu 7, chậu 5 cũng còn có trên 20 cái luôn, chậu 4 nè, khá là nhiều mẫu. Thì buôn bán từ đó giờ khoảng tầm gần cả 20 năm nha bạn. Đó, gần cả 20 năm rồi. Thì năm nay thì mới thấy là lần đầu tiên là nó khó khăn nha bạn, khó khăn như vậy. Đó. Còn đây là cái mẫu đèn đá nè, mẫu đèn đá mình để sân vườn, để sân vườn để mình trang trí sân vườn đó, khuôn viên sân vườn. Rộng, các bạn có sân vườn rộng thì mình trang trí. Đó, bên kia còn sót cái chậu 1m2 chữ Phúc Lộc Thọ nha bạn. Đó, thì mấy bao sơ dừa này chung mới trộn sơ dừa hồi bữa 27, để mình khi mình qua Tết thì khách hàng mình có thay chậu đó, xuống chậu xuống mai gì có sơ dừa bán, đây chung có sơ dừa luôn. Thì qua đó thì cơ sở có cung cấp khuôn chậu luôn, khuôn chậu thì chậu trơn, đa số là mẫu chậu trơn từ 3 tấc tới mét 2 tới mét rưỡi luôn nha bạn. Còn chậu chữ thì có từ chậu 5 tấc cho tới chậu 1 mét 4 chậu chữ, những cái mẫu chậu khuôn khuôn chậu quay 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 trơn và quay gáp đó. Qua đó thì có bán một số cái mẫu khuôn đổ, nãy giờ chung giới thiệu mấy mẫu chậu lục giác chậu vuông nữa đó, thì có bán khuôn luôn. Thì các bạn nào cô bác nào mình có cần qua Tết mình có cần mua khuôn gì mình làm á, thì các bạn mình liên hệ cho Chung, ở đây Chung sẽ làm và đóng gói gửi cho các bạn. Thì hiện tại kinh tế khó khăn thì mình cũng phải làm nha bạn, chứ không không có không được. Thì qua Tết thì mình sẽ tiếp tục mình làm lại, năm nay thì mình có nhiêu thì mang Tết nhiêu đó, khó khăn thì mình cũng phải chịu thôi, ăn Tết gói ghém, qua Tết thì tiếp tục mình đầu tư mình làm nha bạn.
Đó, thì ở đây thì Trung có nhận làm chậu gia công luôn. Cô bác nào có cái địa điểm cơ sở đó, không có thợ quay, không có thợ quay chậu thì ở đây thì Trung sẽ lên làm cho các bạn với cái giá chậu là giá chậu gia công, làm sơ hoàn thiện cho mình. Đó. Thì cũng dịp năm mới tới đến thì Trung cũng chia sẻ cái tình hình chung ở cơ sở chậu kiển ở Sóc Trăng. Đó. Thì mong thì cô bác thì làm ăn buôn bán thì trong năm mới 2024 này thì sẽ ổn định hơn, buôn bán là buôn may bán đắt đó, thuận lợi hơn trong năm 2023, bước qua 24 thì mình bán cho nó được nhiều sản phẩm hơn nha bạn. Thì ở đây thì sẵn dịp năm mới thì chung chúc cô chú cô bác cô bác anh chị nè và các bạn mình một năm mới là nó trước tiên là thật nhiều sức khỏe đó. Thì buôn bán gì cho nó thuận lợi, gặt hái nhiều thành công may mắn trong cuộc sống, quan trọng là cái sức khỏe nha bạn, có sức khỏe thì mình mới làm được đó. Thì chúc các bạn là nhiều sức khỏe như thế nha bạn. Thì tới đây thì chung cũng video cũng xin kết thúc. Thì bữa cơ sở nghỉ Tết thì bữa nay là 28 rồi, thì ngày mai mình sẽ chung sẽ mở cửa vẫn bán trong ngày 29 luôn, coi có ai mua không, chắc mở một buổi sáng nữa. 29 không ai mua thì chung sẽ đóng cửa nghỉ Tết khoảng tầm chắc năm nay là khoảng mùng 6 hoặc là mùng 9 nha bạn, mùng 6 hoặc là mùng 9 khai trương đó. Thì ngày khai trương là chung sẽ chia sẻ cụ thể để các bạn nào mình có đặt mua khuôn mua bột màu thì mình đặt ngày đó để ủng hộ cho chung trong cái ngày khai trương. Thì tới đây thì kết thúc, thì cảm ơn các bạn đã trong suốt một năm 2023 vừa qua thì đã đồng hành cùng cơ sở đó, cũng như là đồng hành cùng cơ sở trong suốt một năm vừa qua. Thì các bạn nào mình có yêu mến kênh chậu kiển đời với chậu, thì các bạn nào sắp tới thì có muốn tháng giêng có muốn đi chùa hoặc là đi ngang Sóc Trăng thì có muốn ghé thăm cơ sở thì các bạn liên hệ cho chung. Số điện thoại của chung là 033 29 4288. Đó, muốn ghé thăm thì điện cho chung, thì đây thì cơ sở sẽ tiếp đón tận tình, sẽ giao lưu học hỏi cũng như chia sẻ một số cái kinh nghiệm làm chậu kiển đó. Thì có ghé để tham quan thì cho biết nha bạn. Thì video tới đây kết thúc, thì hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. We'll be right back.